Ok chưa? Ok. Ok, xin chào anh em. DRST là một trong những cái dòng ấm bền bỉ. Phải nói là rất là tiện dụng. Và bắt đầu từ năm 1919 đến giờ là 2019, là tròn 100 năm. Thì nhân cái sự kiện 100 năm thì Huy cũng ráng tạo cho mình một cái em này. Bởi vì những cái dòng này đến từ Ý thì rất là đắt đỏ. Thì trước đây thì Huy cũng chỉ dám mua cái dòng này thôi. Cái dòng này là dòng Fay, sản xuất tại Trung Quốc thì nó giá nó rẻ. Thì mình chỉ dám mua cái dòng này thôi. Giúp cho mình em đến từ đất nước gọi là Chiếc Ủng. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đúng không? Đó, Nguyên. Yeah. Ok, hôm nay mình sẽ mở hộp. Wow, nhìn đây là 6 cúp. Đó, từ năm 1919 Mocha Express. Đó. Rồi. Đây, đẹp ha. Thơm lắm anh em. Cái cảm giác mà được sắm đồ chơi, được sắm đồ hàng đó, nó thích lắm. Đó, ok. Đây, đây là cái miếng giấy đó. Bên trong nó ghi cái gì đó. Thì cái shop cho các thị trường mình không có biết tiếng, mình không có không nói. Thôi, mình đã... Tèn. À, luôn luôn có những cái hình, cái logo rất là ấn tượng. Đó. Và cái dòng chữ là Mocha Express on Italy, đến từ nước Ý. Wow, đẹp lắm. À, nhôm nguyên khối, nói chung là rất là đẹp nha. Và thật sự đúng là rất là bền luôn. Hầu như là cái này nó không có cái bộ phận gọi là điện tử nào hết, nên là phải nói là rất là bền luôn. Đó. Bộ nội thất của em nó rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Đó. À, bây giờ mình sẽ pha review để uống thử cho mọi người ha. Ok. Đây. Đây là cà phê xay ở cái chế độ medium. Là nó giống như là lớn hơn cái thằng espresso nhưng mà lại nhỏ hơn cái thằng pha phin. Thì nó sẽ ra cái vị nó sẽ ngọt đậm hơn. Thì cái này là 6 cúp nha. 6 cúp thì đó. Ok. Để đó, đây là nó 6 cúp thì mình sẽ cho anh em xem thử nó là khoảng tầm bao nhiêu gram ha. Đó. Nó khoảng chừng 20 đến 25 gram. Là trung bình một cúp nó khoảng chừng hay là nó tắt. Cái này thường mình sẽ ép sơ qua ha. Ép sơ qua thì nó cà phê nó sẽ ngon hơn. Rồi, vậy là nó đó. Vậy là nó 25 gram rồi đó. 25. Rồi, chúng ta cho khoảng chừng 55 gram là cũng được. Rồi, dừng. Nó có nữa là 30 gram, 30 gram cho 6 cúp, tương đương là 5 gram cà phê cho 1 cúp ha. Nó rất là lợi nha anh em. Cho 6 người thì chúng ta rót khoảng chừng 300 ml một chút xíu. Đó.
Rồi ok. Thì mình rót thẳng vào đây luôn cho nó đủ là cái lượng nước khoảng chừng 300ml. 200 soi cái này nè. Thấy không? Rồi ok. Rồi cho mình cho nó thêm chút xíu nữa cũng không sao hết. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô. Rồi đậy vô thôi. Rồi. Cái này ok. Vậy là sau khoảng chừng vài phút thì chúng ta sẽ thấy wow, rất là hấp dẫn nha anh em. À, khi mà nước sôi nó sẽ tạo ra áp suất, thì cái áp suất nó sẽ xuyên qua cái cà phê và nó sẽ lên trên này. Thì đây là cái cách uống cà phê, nó cũng giống như cà phê phin của Việt Nam mình, tuy nhiên cái này nó sẽ đậm hơn. Nó đậm hơn, nó cũng giống như là cái cà phê vợt. Cà phê vợt nó được đun nóng thì cái độ đậm nó sẽ đậm đà hơn. Espresso sau này thì ra những cái máy espresso thì dưới cái áp lực nó sẽ chiết xuất tốt hơn nữa, nó sẽ bắn ra này nè, đó rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Nói chung là cái mùi thơm nó bắt đầu lan tỏa khắp phòng rồi đó. Đó. À, cái ấm Moka này lừng danh trên thế giới bởi vì nó làm bằng nhôm ha anh em. Còn nếu mà inox thì uống nó không có được ngon, giống như mình nấu cơm á bằng inox thì nó sẽ không ngon bằng cái này. Nói chung là đồ chơi này có vẻ cũng ác liệt đây. Thấy bắn chiu chiu chiu. Đó. Cái khói coi như là khi mà mình pha này là nguyên một cái phòng là nó thơm hết luôn. Nó thơm hết luôn, đã lắm. Đó, mà nó bắn ra nè. Đó, hết rồi đó. Anh em, đây là ok. Đây là chúng ta đã có một cái... Cái cuối cùng thì mình chừa lại một chút xíu thì thường là nó sẽ có hơi cặn ha. Chính là cái điều này là một trong những cái hạn chế của cái ấm này. Tuy nhiên nó để pha ra một ấm và cho 6 người uống như vậy rất là ok. Vị sẽ đậm hơn khi chúng ta pha rip, nhưng mà nói rằng nó có một cái nét riêng mà nó pha lẫn giữa cái cà phê pha phin. Cà phê pha phin nó sẽ mềm mại hơn, cái cà phê pha rip sẽ ngọt ngào, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Còn này nó nằm giữa hai cái cà phê pha phin truyền thống và cái pha phim giấy. Đó. Cái vị nó sẽ đắng chua nhẹ. Cho hai người uống thử nha.